Xin chào mấy ông. Cái việc mà giải quyết nỗi buồn đó là cái nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người, từ nam nữ tới BD, rồi những loài động vật, những cái người ngoài hành tinh, thậm chí là người ta còn chế tạo ra những cái người máy mà có cái nhu cầu đó luôn. Tuy nhiên, khi mà nói đến vấn đề này thì mọi người cho là tế nhị và rất là ngại nói. Nhưng mà tôi thấy có gì đâu mà tế nhị, ai mà không có đi vệ sinh đâu. Trừ một số thành phần mà không có đi vệ sinh thì tôi không có dám nói tới rồi. Nếu mà các ông mà có biết ai từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mà chưa có đi vệ sinh lần nào á, thì liên hệ ngay với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nha, để đăng ký kỷ lục. Rồi, hễ mà có cung á thì phải có cầu, mà cái cầu ở đây là cái nhà vệ sinh á. Trên thế giới thì có rất nhiều cái nhà vệ sinh mà phải nói là rất là bá đạo. Ví dụ như đây là một cái restroom rất là nghệ sĩ với những cái chiếc kèn tuba đúng chuẩn. Hay là cái nhà vệ sinh có tay đỡ như thế này để dành cho các quý ông nào mà bận rộn đó. Hay là mới cách đây mấy ngày thôi thì ở Nhật Bản đã xuất hiện một cái kiểu nhà vệ sinh trong suốt. Mấy ông đang nghĩ gì vậy? Không có phải đâu, khi mà có người ở trong thì cảm biến sẽ tự động chuyển cái màu kính từ trong suốt sang màu đục. Người ở ngoài thì sẽ không thấy được ở bên trong. Nhưng mà có một cái rất là hay như thế này, nếu mà không phát hiện được chuyển động của con người trong vòng 35 giây á, thì cảm biến nó sẽ tự động cho màu kính trở lại trạng thái trong suốt. Và cái người bên ngoài á, sẽ phải dùng thuốc nhỏ mắt. Nói về cái WC mà gần gũi với thiên nhiên á, thì sẽ có thiết kế như thế này. Vừa ngồi trong này vừa trượt tuyết, hay là cái kiểu buồng vệ sinh theo phong cách của Na Uy như thế này đây. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm thời bỏ qua những cái thiết kế vừa kể đi. Hôm nay thì tôi sẽ gửi đến mọi người hình ảnh của một cái buồng vệ sinh theo phong cách của Siberia, miền Nam nước Nga. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tại sao nó lại được gọi là nhà vệ sinh khắc nghiệt nhất trên thế giới. Siberia là vùng đất nổi tiếng lạnh giá và là một trong những nơi thưa thớt dân cư nhất trên trái đất. Vùng Siberia rộng khoảng 13,1 triệu km vuông, chiếm tới 77% diện tích của toàn Liên bang Nga, nhưng chỉ chiếm 23% dân số của toàn liên bang. Mật độ dân số chỉ khoảng 3 người trên 1 km vuông thôi. Hồi đầu năm nay thì mình có nhận được một cái học bổng đi du học ở tỉnh Irkutsk ở vùng Siberia, nhưng mà do cũng chưa có sẵn sàng với lại là dịch bệnh nữa nên là mình không có đi. Vùng đất này thì rất là lạnh giá, mùa đông thì kéo dài, nhiệt độ các tháng mùa đông trung bình ở mức âm 20 độ C, ở từng khu vực và ở từng thời điểm có thể xuống mức dưới âm 50 độ C. Dân cư ngoài các vùng đô thị là cực kỳ thưa thớt. Trong cái vùng Siberia này thì có một cái nhà vệ sinh mà nãy chúng ta đã nói đó, một nhà vệ sinh nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong một cái cuộc khảo sát của hãng thông tấn Interfax, cái chỗ giải quyết nỗi buồn này dễ dàng chiếm được vị trí nhà vệ sinh cực đoan nhất hay là khắc nghiệt nhất trên thế giới. Nó nằm trên dãy núi Altai ở độ cao 8.530 feet, tức là 2.600 mét so với mực nước biển. Cái nhà giải quyết nỗi buồn này thuộc biên chế của một trạm khí tượng tên là Karatuirek. Cái trạm khí tượng này rất là đơn độc, tới mức là cái ngôi làng gần nhất đối với nó là cách xa khoảng 100 km, cách thủ đô của Cộng hòa Altai khoảng 800 km. Đây là cái restroom duy nhất ở cái trạm này và là chốn đi về của 4 nhà khoa học, gồm 2 kỹ thuật viên, 1 kỹ thuật cao cấp và 1 trưởng trạm. Không tìm thấy hình ảnh ở bên trong của cái này, nhưng mà những người làm việc ở đây thì cho biết phải mất 10 năm họ mới quen được cái cảm giác đi vệ sinh ở đây. Không chỉ vì nằm ở độ cao 2.600 m, mà nó còn nằm trên một cái mỏm đá treo leo. Phía xa xa là dãy núi Altai hùng vĩ. Theo như quan sát thì có lẽ người ta đã dùng những cái bao đá hoặc là những cái thứ gì đó đủ nặng để đè một đầu của cái căn nhà này, để không thôi là nó rơi xuống vực trong khi mà có ai đó đang thực hiện đại sự ở bên trong. Vào ban đêm thì họ khuyến khích không nên đi cái nhà vệ sinh ở chỗ này vì nhiệt độ xuống thấp dưới âm 50 độ C và có gió mạnh rất là nguy hiểm. Những cái chất lỏng mà ra ngoài môi trường tự nhiên ở cái điều kiện này thì có thể biến thành băng giá ngay lập tức. Vì vậy là nếu các nhân viên này mà đi tè thì nó cũng có thể khiến thằng em của họ đóng băng luôn. Chỉ có thể đến được đây bằng những chuyến trực thăng hiếm hoi, đi bằng ngựa hoặc là có thể đi bộ. Nhưng đó phải là những người leo núi đường dài vào mùa hè, họ phải rất là kiên định và gan dạ. Những cái người đến trạm này sẽ được chào đón thân tình và sau đó sẽ được mời dùng thử cái căn phòng hạnh phúc của họ. Nó đã có mặt ở đây khoảng hơn 70 năm rồi và có lẽ cái vai trò lớn lao của nó đã được phát huy và nó đã làm được những điều có ích trong suốt hàng chục năm qua. Những cái nhân viên khí tượng ở đây thì có nhiệm vụ rất là quan trọng, chứ không phải nước Nga vĩ đại đã cử 4 người này để canh giữ cái danh hiệu nhà vệ sinh khắc nghiệt nhất trên thế giới đâu. Các nhà khí tượng ở đây thì đo nhiệt độ không khí và đất, độ ẩm, lượng mưa, độ cao của tuyết, áp suất không khí, tốc độ và hướng gió, cũng như là thời gian của ánh sáng mặt trời. Các dữ liệu này đóng vai trò quan trọng trong dự báo thời tiết và an toàn bay của các dịch vụ hàng không trên khắp vùng Siberia, bao gồm nhiều chuyến bay từ phương Tây,
kết nối châu Âu và châu Á cũng như vùng biển Đông của Nga. Mỗi năm một lần vào mùa thu thì người ta sẽ đưa nguồn thực phẩm đến bằng trực thăng. Đây là cách duy nhất để vận chuyển một lượng hàng hóa lớn đến cái tiền đồn khó tiếp cận này. Khoảng 10 chuyến bay sẽ được thực hiện vào thời điểm mùa thu để mang nhu yếu phẩm cho họ dự trữ. Thậm chí còn phải đưa cả củi đến nữa vì các nhà khoa học không thể tiếp cận được nguồn cung cấp gỗ do địa hình dốc và thời tiết khắc nghiệt. Để lấy được nước sử dụng trong mùa đông thì các nhà khí tượng đã cho tuyết vào những cái thùng này, mang những cái thùng này vào nhà và chờ vài ngày cho nó tan chảy hết. Hoặc là có thể khi mà họ dùng củi để mà sưởi ấm thì cái tuyết này nó cũng tan thành nước luôn. Còn vào mùa hè thì họ sẽ hứng được nước mưa từ cái mái nhà của trạm khí tượng xa xôi này. Rồi, thì như vậy là kết thúc rồi. Nếu mà bạn thấy ok, cũng thú vị thì có thể rủ một hoặc là hai người bạn vào xem nha. Xong rồi nhớ đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới. Rồi, cảm ơn các bạn.